Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại tám game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Forest Monster City. Let's go. Play. Ok. Cánh cửa ở đây thì đang bị đóng rồi. Đây chiếc xe ô tô của mình. Let's go. Rồi, và các bạn sẽ phải quay trở lại xem. Back to the cast. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Horror City nhá. Boom boom. Level 4. Rồi, các bạn sẽ nhìn ở bản đồ đây. Sau đó thì sẽ đi theo hướng bản đồ. Trải nước.
lại có thể là ở tầng dưới. Rồi mình sẽ đi nào. Chuẩn luôn, Siri thì đang ở kia. Level 5, ok. Let's go. Tiếp tục có thể là lên trên gác. Không phải. Mình sẽ kiểm tra lại chỗ này xem như thế nào. Gì đây? Đợi ông ta đi đã. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ 3. Silent Hill 3. Play. One day. Khi các bạn gặp Silent Hill mà ông ta phát hiện ra các bạn thì các bạn sẽ phi chiếc máy bay này. Thank you.
OK, 1 trên 3 câu hỏi. Sẽ phải tìm kiếm tất cả là ba ngôi nhà. Và trong mỗi ngôi nhà thì các bạn sẽ phải trả lời một câu hỏi trong từng ngôi nhà một. Peter, ok. Vì đúng là đúng chỗ mình đang muốn đi. Chết rồi, hai chiếc máy bay đều phí rồi. Ok, không sao. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ tư. Play. Đây thì các bạn sẽ phải đi tìm những thùng xăng. Xin hiểu, oh my god. Thùng xăng đầu tiên. Thùng thứ hai. Tất cả là 5 thùng. Tìm một thứ nữa, đó chính là chiếc xe của mình. Wow, gặp xin hiểu. Sau đó các bạn sẽ tìm những miếng bánh, tiếp tục tìm bánh. OK, đây là như kiểu là thức ăn, cũng 1/5. Đó, cứ như thế là các bạn sẽ hoàn thành được phần tiếp theo. OK, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game thứ 5, Sirenia.
chiếc xe này của mình đã bị hỏng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải đi vào trong thị trấn này. Rất nhiều rơi bay lên trên bầu trời. Xong rồi xe bánh xe. Giờ mình sẽ thay chiếc bánh này vào chiếc ô tô của mình. Đó, và các bạn còn tìm 3 bức ảnh nữa. Sau đó các bạn sẽ quay về xe và chạy đi khỏi đây. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Student here, Horror Survival. Let's go. Game này thì nó hơi dài một chút, đó là các bạn phải đi làm từng nhiệm vụ một của tựa game này để các bạn thoát khỏi đây này. Trong phòng này không có gì. Không có gì ngôi nhà này. Mình sang ngôi nhà này. Đến gần ông ta là bị ảnh hưởng bởi như kiểu điện tử, cho nên rất là đau. Trong phòng này cũng không có gì. What? Thế thì nó sẽ nằm ở đâu đó gần đây. Có phải có một cái gì đó. Mình sẽ quay lại ngôi nhà kia xem. Còn nếu không thì sẽ phải quay lại chỗ. Ui.
xong. Đó là mình vừa cầm một cái thang. Nếu những cái thang này tôi đéo để đâu, lấy một thùng này sau đó bỏ đây. Ok, thang để cho làm. Để mình chạy sang ngôi nhà này xem như thế nào. Không phải đây rồi. Quay về chỗ chiếc thuyền xem. Khi có bài chiếc thuyền thì các bạn sẽ biết là các bạn nên tìm cái gì. Đường đến chiếc thuyền khá là xa. Đây, các bạn tìm chính là đó là một đường dây. Và các bạn tìm được dây sau đó lắp vào. Rồi các bạn lại tìm tiếp cái món đồ tiếp để lắp vào trong cái thuyền này. Sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi nơi đây. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Let's go. Level 1. Tiếng kêu rất là khiếp luôn. Như vừa nãy nhiệm vụ là mình vừa đến đây. Và nhiệm vụ thứ hai là như thế nào? Vẫn chưa rõ. Đi sâu trong này xem. Tiếng nhạc của thằng bên này khá là to. Sẽ phải đi xung quanh để tìm hiểu xem tại cái này như thế nào. Cũng không có gì, không có gì luôn. Chắc chỉ căn phòng này. Căn phòng này cũng không có gì. Thế thì lý do gì? Gì thật. Đóng cửa thì không mở được.
mình chưa hiểu bẻ khóa từ game này như thế nào. Oh my god. Không có gì luôn. Hoặc là các bạn phải tìm một chiếc chìa khóa, sau đó thì sẽ mở ra bằng cửa chính này. Theo mình nghĩ là như thế. Chứ còn ngoài ra không có gì cả. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go. Sleeping here. Survival. Wow, đang bị khóa rồi. Freezer mask. Ở đây thì các bạn sẽ phải tìm một người bạn. Trong này không có gì. Cánh cửa này thì cứ mở ra đóng vào, rất là khó ra. Ở đây không có gì luôn. Coi như tầng 2 không có gì. Oh my god, ông ta ngay này sau mình, tại thật, wow. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.